bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay tiếp tục mình giới thiệu cho các bạn chi tiết một siêu phẩm. Con siêu phẩm đâu đó có giá trên 1 tỷ đồng. Nghe có vẻ 1 tỷ đồng này có vẻ nó hơi bé sao nhỉ? Nhưng mà không bé đâu ạ. Máy bé nhưng mà tiền to, máy bé nhưng mà giá trị thật. Tại sao giá trị thật? Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn là dòng Gosan X55W AC cộng Plus. Đấy. Cộng Plus này, con này phiên bản đời 2014. Bình thường thì mình hay review cho các bạn về cái dòng là 55212 1110 rồi các bạn. Chưa có các bạn chưa có chi tiết thêm về cái dòng 15-14 này. Ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì đứng ngay cạnh mình đây các bạn có thể nhìn thấy con này có vẻ quái vật, con này có vẻ nhìn có vẻ là hơi sành điệu và nhìn có vẻ hơi khác lạ nhỉ. Cái này là cái gì đây? Đây là cái gì vậy? Chú biết này là cái gì không? Không biết là gì. Cái này có vẻ hơi khác lạ. Đùa các bạn chứ thôi. Con DX55W AC này sở hữu dung tích gầu như bình thường 0,25 mét khối, tức là gần 0,3 khối ạ. Catalog của nhà sản xuất là 0,25 mét khối các bạn nhé. Nó sử dụng cũng có bộ phận là tháo lắp nhanh, bộ phận tháo lắp nhanh, tất cả máy đã được mang trực tiếp từ bên Hàn lên, đâu đó có giá trên 1 tỷ được. Thì trên 1 tỷ nho nhỏ thôi ạ, thì mình nên mua lựa chọn Hyundai, Nissan hay Volvo, và lựa chọn dòng nào? Đây. Nguyên bản này ạ. Đây, đây gồm bộ phận này là cái này là nút đực, nút cái để mình khi mà mình lắp búa các bạn chỉ cần chọc lên như vậy là xong. Ngoài ra cái bộ phận hơi dị hợm, hơi khó chịu này là gì ạ? Đây chính là cái bộ phận là khi mà ở nước ngoài họ xúc những cái gì đấy, họ dùng cái này để họ kẹt bọc vàng hay để xới đất xới đá, tức là nên có cái tắc các bạn có cảm giác. Đây, đây chính là cái bộ phận kẹt, thêm kẹt là thêm cái này. Thì cái này bộ phận này sau này các bạn không dùng nữa, các bạn có thể tháo nó đi, tháo đi vẫn được thoải mái, các bạn bỏ đi vẫn được. Đấy, về Việt Nam mình hầu như là bỏ các bạn ạ, trừ khi đi gắp gỗ gắp mía thì các bạn có thể dùng cái này cũng được, để gắp gỗ hay là gắp cái gì cũng được, để bộ phận cái gắp đấy chỉ cần phiên bản thêm các bạn nhé. Con này thì logo là bản Gosan với Gosan. Cái điểm đặc biệt mình muốn nhấn mạnh ở đây là gì, con này rất là đẹp, cực đẹp luôn các bạn ạ. Đây, phần này có cái ốp này để bảo vệ cái xi lanh nâng này, thì khi mà mình xúc đất xúc đá hay là dùng cái búa cái gầu cái gì hay móc phải hay móc phải này là các bạn, khi móc phải này thì mình chảy, chính vì vậy nên là có cái này bảo vệ. Con này sở hữu là gì các bạn ạ? Ở đây các bạn ạ, con này có chiều ngang độ khoảng là con này về rộng khoảng 1m950 các bạn ạ, về ngang một rộng 1m950. Chiều dài cơ sở của nó tùy theo là cái lốp của các bạn có thể là phình to nhỏ. Hôm nay mình thấy quả lốp vãi trưởng luôn các bạn. Vãi trưởng là điểm gì? Wow, các bạn có thể thấy những quả lốp này to như muối mít này đúng không? Nói đùa chút thôi, những cái quả này này lắm lúc khi mình đói mình có thể thò răng gầu nên mình gặm một miếng này cũng vẫn ngon. Đây, muối dày như vậy, dày như thế này các bạn, thôi review bẩn hết tay luôn. Đấy các bạn nhá. Lốp quả lốp này đi bao giờ mòn, nhưng mà lốp này thì nó dở cái là leo lên đá nó hay bị chém hay bị mấy cái. Đây, con này các hệ thống cầu các bạn ạ. Đây phần cầu này rất là mới chưa có dấu hiệu bị chảy gì, cũng đảm bảo như các dòng Hyundai và thằng Volvo, hai xi lanh hay là hai cái cân bằng này rất đẹp. Đây máy ơ, bạn cần kiểm tra các máy ơ các bạn này. Đây bộ phận máy ơ này đó, bạn có thể nhìn thấy máy ơ không, những cái bộ phận này rất là mới, không có dấu hiệu chảy dầu. Đây rất là sạch sẽ đẹp. Đây các át chữ thập ở ngoài ra đó. Con này thì sở hữu gì ạ? Con này có những một cái cần cứng các bạn nhé, cần cứng. Đây chính là bộ phận cần cứng mình. Tại sao các bạn hỏi là con này nhiều TIO vậy? Đây, tại vì con này thêm TIO của cái đường kìm gấp hồi nãy là cái kẹp gỗ đấy ạ. Con này sở hữu cần kỹ thuật, không phải cần cứng ạ, cần kỹ thuật. Đây là một xi lanh của cần kỹ thuật. Dòng 55 này hiếm, cái đời cao này khó hiếm kiếm được cái cần cứng lắm các bạn nhé. Đây là logo của nó đấy, 55 AC. Thì các bạn ạ, đời cao trở lên nó không ghi năm sản xuất ở đây đâu ạ, nó sẽ ghi ký tự trên này. Đây là một bản vẽ ký tự gồm ký hiệu tên, ký hiệu máy, ký hiệu đời sản xuất nằm ở đây. Phiên bản đầy đủ rẻ. Thùng đồ nghề đây các bạn ạ. Thùng đồ nghề đây. Khoang chứa thùng đồ nghề đây có thể rộng giúp các bạn có thể là
cũng chứa được thùng đồ nghề, chứa được đồ nghề, bộ cà lê sửa chữa ở đây. Con này thì cũng đầy đủ hai gương, một gương chiếu thân máy và một gương chiếu đằng sau. Logo nổi bật đó là gì? DX55W AC đây. DX55W AC đây. Cộng Bluetooth. Đấy, riêng dòng đời cao trở lên 14 15 là sẽ cộng Bluetooth đây các bạn ạ. Hai thì cũng có thể gương vào trong cái hoàn chỉnh. Rồi. Ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái phần đằng sau này. Phiên bản Dosan DX55W AC, phiên bản đèn tròn, gồm hai đèn. Một đèn khi đạp phanh nó sẽ sáng và đèn xi nhan các bạn. Đây vòng này là vòng xi nhan nằm ở giữa. Đây vòng này là khi mình đạp phanh nó sẽ sáng vòng này. Đó, đây là đèn lùm. Chỗ gắn biển số. Đây logo nổi bật Dosan. Logo màu trắng. Trên kia gồm có là một đèn chiếu hậu ạ. Một đèn cảnh báo, một đèn và một cái camera lùi. Ngoài ra vẫn có đầy đủ bình hơi. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng nội thất máy của con này như thế nào để xem cái 24 này nó có đẹp như thằng 22 2010 không. Các bạn có muốn xem không ạ? Các bạn có muốn xem không? Nếu thực sự muốn xem mình sẽ dở lên. Ui. Yếu không giật lên nổi. Đó. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây chính là động cơ của con này. Rồi nhìn vào cái động cơ các này của con này các bạn có nói được gì không ạ? Không nói được gì đâu. Bộ phận két nước chưa có dập lá nào, mới, rất là mới. Đây chính là bộ phận của con này. Thì đây các bạn ơi, đây chính là cái bộ phận là lọc gió bơm đây ạ. Các bạn có thể nhìn thấy chi tiết bơm không ạ? Nguyên một màu luôn, nguyên một màu xanh luôn, không chảy xì xẹt gì. Các hộp nhôm, các con dưa le điện. Các bạn có thể chiêm ngưỡng cái máy này không? Gồm có các bầu lọc tinh, lầu lọc nước, tách nước, bơm điện, lọc nhớt, bơm cao áp nằm ở đây ạ. Đây là cục điều đồng tốc này. Đây, cục này là cục vừa kiêm nhiệm vụ là ga này, vừa cục tắt máy luôn. Đây, con này thì đây, đây là một cái hộp, một số cái hộp động cơ, một cái hộp trên cái này. Vâng các bạn ạ, con này sở hữu là gì? Con này hai phiên bản 2014 này vẫn sở hữu kim cơ các bạn nha, không phải là kim phun điện tử, kim cơ. Con này sử dụng kim cơ nhưng con này là dùng điện nhiều. Điện nhiều là gì? Điện nhiều là các cảm biến về nhiệt độ nước, cảm biến máy, cảm biến tốc độ, tức là con này rất là nhiều cảm biến vì đời cao mà. Nhưng mà cái bơm cao áp này vẫn đang sử dụng là kim cơ. Các bạn nhìn thấy cái cỗ máy này có thể thấy đẹp không ạ? Hơn ngọc trinh luôn. Bây giờ tôi sẽ leo lên cabin và sẽ cho các bạn xem cái cabin của con 2014 này nó có khác gì với cái dòng khác không. Một cái điều cực kỳ quan trọng hơn. Người nói gì? Ok. Đây. Con này thì động cơ của con này đạt vòng tua cực đại là khoảng 2400 vòng trên 1 phút. Đây chính là một số cái hiệu của nó các bạn nhé. Thông số kỹ thuật là 1m920, tức là bìa rộng nha. Thông số lốp của con này đang sử dụng là 12-16.5. Đây, 12-16.5 các bạn ạ. Đây, bên đây chính là cabin. Thì nhìn cái tổng quan cabin của con này thì cái dòng các bạn ạ, khi về cái thiết kế của cabin bên trong này thì nó cũng giống hệt như dòng 212, dòng 213 các thứ thôi. Cứ điểm thì ok lên các bạn đến đây. Đây chính là dòng 2014 mình giới thiệu cho các bạn ạ. Đây, các bạn hay xem video của mình thì cũng biết là dòng 2012 như nào rồi. Thì con 2014 này nó không khác gì đâu ạ. Mình có thể đi sơ qua đi nhanh nhá. Gồm một hệ thống đèn này, và gạt xi nhan, xi nhiếc rồi nước niếc này. Con Dosan này thì khác với dòng Hyundai là gì? Đây trên này nó chỉ có nút nhấp nháy này, chế độ di chuyển này. Đấy, ở cái dòng 2012 ấy các bạn ạ, thì nó sẽ có cái nút tròng trành ở trên này hay là cân bằng đấy ạ. Nhưng mà đời này thì sẽ không có ở đây. Cái catalog về cái bảng màn hình này giống hệt 2012, 2013 luôn, không khác gì nhau. Cũng cái phần ga vặn này cũng y chang như nhau luôn, không khác gì ạ. Cái phần này chữ nút chức năng gọi, nghe gọi, chức năng là kết nối qua Bluetooth đấy ạ. Còn đây chức năng mở đài. Nhưng con 2014 này đổi lại là gì ạ? Đổi lại một cái là cái công tắc tháo lắp nhanh. Đó là nó thiết kế xịn sò hơn, nằm trên đây có cái mũ này. Các bạn kéo cái mũ này lên, các bạn đẩy lên như vậy thì mới mở là tháo lắp nhanh. Đó.
Đấy, ngoài ra các chức năng, một số chức năng như là nút P đỗ xe, nút búa, đèn mi, đèn chiếu xa các bạn. Đây là nạp bình hơi, công tắc tháo lắp mở gầu nhanh đây ạ, có cái lẫy đây. Và mình muốn nói là cái công tắc cân bằng nó đã chuyển về đây. Công tắc cân bằng chuyển về đây. Đó. Đời này thì vẫn là đạp phanh là tự động gài cân bằng, đạp phanh sẽ tự động gài bằng. Bây giờ mình sẽ là nổ máy lên các bạn thử nha. Các bạn nổ máy lên nha. Đây. Nổ máy lên, mình sẽ phải cho cái tay trang này xuống. Các bạn ạ, thì cái dòng đời này á, đây mình sẽ tắt chìa khóa đi, mình sẽ quay qua bên này cho các bạn xem, tắt chìa khóa nha. Cái dòng đời này là khác 22 là gì ạ? Khi các bạn bật chìa khóa lên như vậy mà các bạn để luôn như vậy, con 24 này các bạn để luôn không đề được đâu ạ. Không bao giờ các bạn đề luôn được. Cái con 14 này các bạn đề luôn như vậy không đề được. Mà khi các bạn nhá đề như vậy rồi thì cái ổ khóa này nó khóa luôn, nó khóa chặt luôn đây này các bạn này. Nó khóa chặt luôn, không cho mình mở chìa khóa này luôn. Đó. Vậy thì các bạn lên con máy này khi không đổ máy được các bạn làm gì? Đây, không cho mở chìa khóa luôn. Đây, không mở luôn. Phải tắt đi. Tắt đi các bạn mở lên như vậy ạ. Để đèn báo nó đợi một lúc. Wow, xịn sò, để một lúc các bạn đề. Rồi các bạn cũng không đề được luôn. Cũng không đề được luôn, tại sao vậy? Tại vì như vậy, các bạn lại phải tắt đi. Các bạn bật cho mình cái nút P này ạ. Nút P khóa cái chế độ này, khóa hết toàn bộ lại. Khóa lại, xong các bạn bật chìa khóa này lên. Các bạn bật chìa khóa lên, các bạn đợi một lúc. Đợi một lúc. Đợi một lúc nha, các bạn mới đề được. Đó, được chưa ạ? Đó, các bạn mới đề được. Khi các bạn đề được rồi, các bạn tắt cái công tắc P này đi thì các bạn mới có thể là hoạt động được cái máy. Đây, mình sẽ hoạt động cho bạn này. Đấy, con này thì ở đây là tay thuận nha các bạn nha. Đó, đây này, các bạn có thể thấy không? Mình sẽ co cái gầu này vào sát đây cho các bạn xem. Đấy. Đây. Con này thì đây các bạn này. Đó, gầu này. Cái bộ phận kia để dùng để gắp gỗ này. Đây, mình sẽ mở ra các bạn này. Đó, nó gắp này. Được chưa ạ? Đây, bộ phận này mở lên này. Đấy, thêm xi lanh này. Đấy. Đây các bạn thể nhìn rõ này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, rất chi là bá đạo. Bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Cực kỳ bá đạo. Đấy, cái gầu đấy, cái gắp gỗ rất là tiện lợi. Nó tiện lợi ở cái mức độ như thế đấy các bạn ạ. Chính vì sao đây là chính là sự lựa chọn hàng nào các bạn. Thì tổng quan về con này thì nó không khác gì so với các dòng 12. Con này có thêm là gì? Thay đổi một số cái thiết kế ở trong cabin. Có cái chức năng là phải khóa ở chế độ P thì mình mới có thể đề máy được. Và ngoài ra có một số cái chức năng như là cái phần gắp gỗ này. Đấy, nó rất là xịn sò đúng không ạ? Vậy thì ok các bạn ạ. Thì ngày hôm nay mình đã review giới thiệu cho các bạn chi tiết về con siêu phẩm Dosande X55 Watt ACE cộng bluetooth phiên bản 2014 này. Khá là xịn sò đấy các bạn, với giá đâu đó chỉ trên 1 tỷ đồng nho nhỏ thôi. Thì đây là dòng máy ngon mà mình có thể sử dụng. Đây cũng là một sự lựa chọn cho các bạn về cái dòng Dosande này. Vậy thì video của mình xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã đang theo dõi video của mình. Hãy bấm chia sẻ video và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để nhận nhiều video hơn nữa nhé. Xin thân mến chào và hẹn gặp lại mọi người các video lần tiếp theo.